Đây, đây là clip đầu tiên của Gia Hơn. Đây, mọi người coi đi. Là có cả gì chất luôn. Em xin tính chính lại với tất cả mọi người là em đi, vô vợ, vợ vô. Trời ơi, vô liền nha. Đứng chính vô đi. Vô đi. Trời, cứ vô, vô đi. Đứng chính gì vậy? Đây nè, đây là những cái clip của Gia Hân đây nè. Đó. Quá dữ luôn. Mình thâu lại hết vì clip của người yêu mình là mình mới thâu lại hết. Nhưng mà ngày hôm qua Gia Hân đứng cạnh hai cô gái mình rất là buồn. Hai cô gái nào? Hai bé này đúng không? Đúng rồi. Đó giờ xử luôn hay sao? Đây, mấy bạn nè. Có cô dâu nào như vậy anh chịu không? Kìa, Gia Hân đến chính lại. Gia Hân đến chính nè. Gia Hân đang nói nè. Nè. Đó nè. Những clip của Gia Hân mình đều thu lại hết. Trời ơi, đó thấy chưa? Có tàn chứng hết rồi. Ghen đó mọi người. Thấy đi đứng với gái nè. Giờ có đến chính gì không? Giờ có đến chính cho con tình này không kệ. Rồi để Giờ Hưng bước ra ánh sáng cho mọi người. Giờ Hưng ra đến chính luôn nha. Anh ơi nó nghe nè. Em đừng đến chính gì hết bây giờ. Anh mời anh rồi. Không anh tới nghe anh cũng phải là ghen. Nhưng mà bây giờ em không đến ghen. Anh muốn mời vợ đi vô. Ủa rồi anh nói anh không ghen vợ, nữa. Vợ anh không bán nha. Cho chồng nói đi xíu. Chết rồi. Thôi mà đem nói trên bây giờ vợ đi vô cho chồng nói. Ý là em giỡn thôi chứ không có gì nha mọi người. Anh không nghĩ em giỡn, anh không có giỡn với em. Trời ơi nghiêm túc nha mọi người. Và nói luôn, nếu như cái tình yêu của Gia Hân đùa giỡn trong cái tình cảm ngày hôm nay thì Gia Hân là người phải chịu đổi tan cho mình. Trời ơi. Có ai đùa giỡn với anh đâu. Và các bạn đã biết bao nhiêu cuộc tình đã vì một chữ đùa giỡn trong tình cảm mà người ta sẽ ra cầu bình lợi. Người ta nhảy xuống để mà từ từ người ta quên đi hết những cuộc tình đau thương. Thì đó sẽ là những cái dòng sông để cho tôi gửi cái tấm thân này, để cho tôi được như là cái dòng sông trong thạch đối với Gia Hân. Mà Gia Hân đâu có hứa hẹn gì với anh đâu trời. Nhưng mà tôi đã yêu một người rất là dễ thương, rất là thẳng thắn, rất là ngoan hiền. Tôi nói nghiêm túc. Anh Toàn đâu rồi? Anh Toàn đâu rồi? Toàn ơi, anh Khoa kiếm anh Toàn. Chính anh Toàn là người cảm ơn anh Toàn rất là nhiều. Anh Toàn là từ đêm hôm qua anh Toàn bình luận với mình để mà chúc mừng cho Gia Hân và mình. Trời ơi, tao chúc mừng luôn nha mọi người. Trời ơi. Chúc mừng cho đôi. Đây, đây là những cái clip của anh Toàn đã bình luận với mình từ tối qua tới giờ. Trời ơi, chúc mừng anh phải không? Đúng rồi. Trời ơi, công khai luôn nha mọi người. Xuất sắc luôn. Đây, quay đi. Cái này là những lời bình luận của Khoa và anh Toàn. Có bằng chứng không bao giờ nói dốc. Đúng rồi. Anh Toàn ơi, em cảm ơn anh rất nhiều. Và cảm ơn anh đã bình luận. Anh đã mang kết nối tình yêu thương của các bạn lại với nhau trong quán Lan Quý Vườn ở đây. Chúc anh được nhiều sức khỏe nha anh Toàn. Cảm ơn anh rất nhiều. Hay quá anh. Toàn anh thích Gia Hưng nữa. Toàn thích Gia Hưng nữa. Không cần biết. Không cần biết. Nếu người nào thắng được thì người đó đến giờ. Mình đây cái clip của Gia Hân đứng với hai cô gái đây không có chối được nữa. Đây rồi, rồi đứng với gái luôn nha mọi người. Hai cô gái đây. Đúng rồi, chính xác luôn mọi người. Phải hai cô đó không anh? Phải hai cô đó không nè? Đúng rồi phải không? Hai cô đó rồi. Thấy chưa, còn nói là tiếp thị bia. Thấy chưa, thấy chưa, còn nói tiếp thị bia nữa kìa. Có bằng có chứng không bao giờ nói láo. Tôi nghiêm túc yêu Gia Hân. Mà Gia Hân dám đứng với hai cô gái này là quá đáng lắm rồi. Đúng rồi, quá đáng lắm luôn. Bây giờ lỡ có em nói ảnh lời đi, xin lỗi ảnh hay gì đi trời. Vì tình yêu là tôi tin tưởng Gia Hân. Tình yêu mà không tin tưởng lẫn nhau đó là không gọi là tình yêu mà nó giả dối.
người ta đây là clip của Gia Hân đứng với hai cô gái đó. Bây giờ đứng chụp hình thôi mà anh cũng ghen nữa là sao ta? Bây giờ anh qua đứng này la lớn lên, anh yêu em Gia Hân, anh yêu em đứng lại. Không cần nói vậy, mình chỉ cần nói nhỏ về ở trên YouTube để cho mọi người biết rằng tình yêu giữa tôi và Gia Hân là tình yêu thật sự. Bây giờ thôi để cho khách vô quán, đừng có làm phiền khách. Mình phải đứng xích vô thôi để cho anh đi. Chưa đi, chưa. Và đây là chứng tỏ là mình ghim hai, mình ghim cái clip này vô. Ghim luôn. Mình ghim cái clip này vô. Đó giờ hai cô gái đứng đây nè, anh Khoa có lo lời gì muốn nói không? Và mình chỉ mong là hai cô gái này đừng có đụng với vợ của mình. Trời ơi. Gia Hân còn cười với hai cô gái này nữa nè. Trời ơi, còn cười nữa mọi người. Đó, bị đây với hai cô gái này nữa nè. Trời ơi, chụp hình luôn. Chụp hình rồi còn cười nữa. Làm ảnh thumbnail luôn. Trời ơi. Đó, đứng giữa hai cô gái nữa nè. Trời ơi. Có bằng, có chứng, có cớ mới nói. Ủa, Gia Hân đâu rồi mọi người? Gia Hân trốn rồi mọi người ơi. Em xin tính chính lại với mọi người là không có quay anh à, không cho nói luôn à. Bây giờ em với anh đang công bằng chia tài sản nha, không cho nói luôn. Tụi mình không yêu nhau nữa, tụi mình có quyền chia tài sản. Là em, là Gia Hân, tính chính lại là em với anh Khoa không có tình cảm gì nữa. Tôi và Gia Hân có tình cảm, không bao giờ tôi phải lạc, tôi không được chia tay. Tôi vẫn một lòng một dạ chung thủy với Gia Hân, coi chết vẫn yêu Gia Hân. Vì Gia Hân là một con người hiền lành, biết chia sẻ niềm vui tới với mọi người. Gia Hân là một con người lương thiện, luôn luôn mang niềm vui cho người mọi người. Hiền nữa, đúng rồi, dễ thương nữa. Ngoan ngoãn, hiền, lịch sự, dễ thương. Không có ai mà có cái nụ cười giống như Gia Hân hết trơn. Một nụ cười rất là duyên dáng, một ánh mắt rất là hiền từ, một khuôn mặt rất là phúc hậu. Có những cái món cá chiên viên, bò viên và tất cả các món do Gia Hân làm để phục vụ cho khách ở đây. Mong quý khách ủng hộ cho Gia Hân mỗi ngày mỗi được tốt hơn. Cảm ơn quý khách. Đi với anh Khoa hay là còn đứng đây nữa? Muốn nhìn vợ một chút xíu. Dạ, Khoa chạy chồng đi. À, nhưng xin lỗi, xe này chỉ để chở Gia Hân thôi. Trời ơi, trời ơi, bị đuổi luôn nè. Xe chỉ dành cho Gia Hân thôi. Độc quyền nha. Độc quyền mọi người. Mai mua con Malacan nó dán hình mặt Gia Hân vô chở đi vòng vòng chơi anh Khoa. Và tôi sẽ photo cái hình của Gia Hân, tất cả các clip Gia Hân mà tôi sẽ dán đầy trên xe của tôi. Đó. Có mua gì uống thức ăn gì cho Gia Hân không? Gia Hân thích nước lắm nãy. Có quà tặng không? Gia Hân ơi, đã có bông hồng tặng cho Gia Hân rồi. Giờ Gia Hân đói bụng kìa. Gia Hân, à Gia Hân có muốn ăn gì không? Để anh mua. Trời ơi, em không ăn. Em nói với em từ chối tình cảm của anh đúng không? Anh rất là chân thành với em. Nếu em bỏ anh không bỏ em, vợ anh sẽ ra ngoài cầu Bình Lợi. Anh tự tử, anh nói nghiêm túc. Anh khóc cũng được, nhưng mà anh không khóc. Anh phải ra ngoài cầu Bình Lợi, anh nhận thức. Giờ hát bài tặng Gia Hân đi. Thôi, khỏi. Giờ hát quá trời. Thôi, mình không hát nữa. Sao vậy? Mình không có tâm trạng đâu hát nữa. Hát cho Gia Hân mới yêu. Thôi. Nhiều khi hát cho Hân chấp. Thôi khỏi. Rồi đi một vòng đi, quay về anh. Không bao giờ, tôi đi luôn. Tôi đi luôn. Rồi tối nay có ghé không? Không bao giờ ghé nữa. Bà Gia Hân sẽ nhận được kết quả. Gia Hân sẽ nhận xác tôi tại cầu Bình Lợi. Tôi rất là yêu, thật lòng, không đùa giỡn trong tình cảm đối với Gia Hân. Nhưng mà Gia Hân từ chối tình cảm của tôi mà tôi không từ chối tình cảm của Gia Hân. Và tôi sẽ ra ngoài cầu Bình Lợi để tôi tự vẫn. Đau lắm, tìm anh Khoa đau lắm anh Khoa. Đau lắm anh Khoa. Và bây giờ đang rất là khó thở từ nãy giờ. Đang rất là khó thở. Sao khó thở vậy anh? Tôi bị hở bên tim. Phải gì Gia Hân không? Không, một nửa bị Gia Hân, mà bác sĩ đã nói rồi, bệnh tim này nếu mà xúc động sẽ có thể là đột quỵ lúc nào không hay. Trời ơi, tội nghiệp anh quá. Mệt quá, anh về ngủ đi anh Khoa, lát thì mai anh khỏe anh Khoa.
không? Giờ chị ước mong là Gia Hân, dù Gia Hân không có suy nghĩ lại, Gia Hân từ chối tình cảm tôi không từ chối tình cảm của Gia Hân. Vì tôi không muốn phụ lòng các cô, các chú, các bác đã tin tưởng tôi và Gia Hân. Đó là một tình cảm rất là thiêng liêng, rất là chân thành. Cái này tôi rất là cảm ơn tất cả các cô, các chú, các bác, các anh, các chị, các bạn sinh viên đã tin tưởng tôi và Gia Hân và có động lực đã gọi điện thoại chúc mừng tôi từ nãy giờ. Nhưng mà do Gia Hân từ chối tôi rất là buồn. Có đâu, nãy giờ có ai gọi nữa không? Có. Đâu? Cái anh Tuấn ở trên Zalo. Anh gọi mấy lần luôn. Anh gọi nói gì vậy anh? Anh gọi nói gì vậy? Anh gọi nói là bây giờ em đang ở đâu vậy? Đâu rồi? Đây nè, có anh Tân đây nè, đây nè. Nè, anh đang kết bạn lại nữa nè. Ồ, đang kết bạn lại. Giờ gọi anh đó thử đi. Không kết bạn mà gọi được hay nha. Không, anh kết bạn bây giờ rồi. Đi xuống nha. Đi xuống. Trời đất, giờ không ghen bây giờ. Đó có người gọi chúc mừng ảnh nè mọi người, thấy chưa? Đâu phải đâu, gọi tới tấp liên tục Zalo cho ảnh kìa. Luôn, ghê ghê. Có luôn kìa, ảnh gọi lại kìa mọi người. Thấy chưa? Đây, cho mọi người thấy. Anh Tân. Anh Tân nha. Đó. Tân nhưng anh Tuấn. Đây. Người ta gọi đây. Là người yêu cũ của anh hay gì? Có kết bạn giờ không chưa? Người yêu cũ hả? Không, đây là một người trên mạng. Người ta gọi điện thoại, tôi hỏi mình đang ở đâu. Đang có phải đang tới chỗ Gia Hân hay không? Ủa sao sao tao mất máy rồi? Người ta đang đi làm. Cái đi làm á? Chắc tao ngủ rồi. Không, giờ chắc ngủ rồi quá. Tỏnh giờ nước ngoài á, coi chừng. Không phải, ở đây. Ở đây. Gọi lại đi. Không, người ta đang đi làm rồi, chứ còn được không? Tao lại đi, gọi lại rồi, tao bên tay rồi. Không, tao ở đây, tao ở đây nè. Nè, Tinh Tân nè, có hình luôn nè. Có hình nền luôn nha mọi người. Có hình của người ta luôn nè. Đang đây là hình một người ở trên mạng, người ta gọi chúc mừng cho tôi với Gia Hân. Người ta hỏi em đang ở đâu vậy? Sẵn lòng đám cưới Gia Hân luôn. Và rất là sẽ chiều ý của Gia Hân tất cả. Và cho Gia Hân tất cả những rồi luôn. Rồi đám cưới xong rồi tiền ai giữ? Và tiền sẽ do Gia Hân giữ hết tất cả. Và tôi sẽ trao tận tay cho Gia Hân. Và tôi sẽ chiều ý Gia Hân, cho Gia Hân mở quán để làm chủ. Trời ơi, miễn chắc được luôn. Sống bên Gia Hân thật sự là tôi vui rồi. Rồi đám cưới đã nhiêu bạn? Thì tùy bên Gia Hân và bên bên đàn gái chịu thì tôi sẽ làm tất cả, không để cho Gia Hân làm. Trời ơi, quá dữ luôn, quá ngon luôn á trời, hạnh phúc. Nhưng mà bên Gia Hân đâu bà con đông lắm á. Bà con đông cỡ nào thì bên tôi cũng đầy đủ được. Bên Gia Hân là 100 bàn đó. Ok, tại vì sao? Ba tôi là chủ tịch công ty tập đoàn Địa ốc Hòa Bình 123 đường Nguyễn Liên Chiểu, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Anh, vậy là mình đãi khách sạn nào anh? Thì ba tôi sẽ có khách rất là lớn, cho nên thì ba tôi quyết định là một là Riverside, hai là ấy. Riverside, ok. Hay là ngay chỗ là New World. Trời ơi, New World chấn động luôn nha. Thì đó. Cái này là nói sự thật, không bao giờ nói gian nói dối một lời nào hết. Nhưng mà nếu anh lấy vô có thì việc nhà hay làm? Việc nhà thì tôi sẽ có người giúp việc và tôi sẽ gánh hết mọi việc nhà, tôi không để cho Gia Hân làm. Rồi bây Gia Hân chưa ở nhà là ăn ngủ rồi đi đúng chơi, rồi, đúng rồi. Nữa, đúng không? Đúng rồi. Ăn ngủ đi chơi anh thôi đúng không? Và tôi sẽ giao toàn bộ số tiền mừng đám cưới của hai tôi cho Gia Hân giữ hết và cho Gia Hân làm chủ. Gia Hân muốn mở cửa hàng hay gì là tùy Gia Hân. Miễn Gia Hân được vui là tôi vui. Xuất sắc rồi. Quá anh Khoa ơi. Anh Khoa nói với gia đình là quen Gia Hân chưa? Rồi luôn. Nói rồi à. Đã công khai rồi luôn. Khi nào mới ra dẫn gia đình qua đây? Thì gia đình nói là Gia Hân chịu thì gia đình sẽ qua đây để mà xin cưới hỏi dân đàng hoàng. Cưới hỏi dân đàng hoàng. Tuần 7 quả, mâm cũ là 7 quả đó. Thì đó đó. Quả không, tại vì tôi là người Huế. À, người Huế hả? Tôi chính gốc là người Huế. Anh nói tiếng Huế thử coi. Chí mố là rửa. Hay quá rồi đó. Người Huế là phải mang áo dài chứ không. Thì đó, thì khi mà đám cưới Gia Hân chiều thì sẽ có áo dài và tôi sẽ dẫn Gia Hân về quê ở ngoài Huế để mà cho Gia Hân biết gia đình luôn. Đi du lịch luôn hả? Và sẽ về đó để mình lại từ đường và coi như là trao mắt mọi người. Đi chùa đi khổ. Anh định tặng Gia Hân cái gì? Vàng vòng sao? Thì vàng vòng là do gia đình tôi lo hết. Và tôi sẽ lo hết toàn bộ cho Gia Hân. Bây giờ về ở dù Gia Hân ở chung nhà ai giờ gia đình không?
Giờ Hưng sẽ về nhà anh. Không, ba mình đã nói rồi là nếu có ai yêu con thật lòng thì ba sẽ cho tụi con một căn nhà ở bên quận 7 để làm của hồi môn cho tụi con, để là làm quà mừng đám cưới cho hai đứa. Bữa sau anh không kêu xe ba anh sắm một chiếc xe máy cho mình chạy. Ba anh nói là bây giờ con cứ thử đi xe đạp để thử lòng coi nếu ai yêu con thật lòng thì người ta sẽ đến với con. Vì sao? Cái này là mình muốn là trước khi mình thử lòng người ta, và mình không muốn là để cho người ta thấy mình có điều kiện. Chính xác là anh luôn, chính xác. Anh phải thử lòng chứ. Thử lòng, cái này là thử lòng. Yêu thật hay yêu giả? Ba mình nói đó, bây giờ con đừng nói ra con là con trai của chủ tịch tập đoàn. Vì sao? Vì con lên mạng Facebook, ai cũng biết con là con trai của chủ tịch tập đoàn Địa ốc Hòa Bình ở 123 phường 6 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà nếu mà anh Khoa đi xe đạp thử lòng, anh đi bao nhiêu năm rồi? Anh Khoa đã đi thử lòng mà bao nhiêu người, anh Khoa không có cần tới. Người ta không yêu thì thôi, anh Khoa không biết thì tới. Những người yêu mình thật lòng, mình đến với người ta không yêu mình thì thôi, mình không có cần phải để ý tới.